Như vậy là cuối cùng, với rất nhiều nỗ lực của nước đồng chủ nhà Ukraine nhằm tránh chậm tiến độ, sân vận động quốc gia Olympiski ở thủ đô Kiev đã được xây dựng xong và chính thức khánh thành, với tổng chi phí khoảng 470 triệu đô la Mỹ. Đây chính là sân vận động tổ chức trận chung kết của Euro 2012. Trước đó, sân này cũng đăng cai 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận tứ kết. Buổi lễ khánh thành sân Olympiski diễn ra đầy màu sắc, nhấn mạnh truyền thống văn hóa Ukraine. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Ukraine Yanukovych nói, việc xây dựng lại và khánh thành sân vận động quốc gia Olympiski chứng tỏ rằng đất nước Ukraine chúng ta hoàn toàn có khả năng tổ chức thành công một sự kiện lớn như vòng chung kết Euro. Sân Olympiski có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đã gần như không còn một chỗ trống trong lễ khánh thành, nơi nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira có màn trình diễn đặc sắc và màn pháo hoa ấn tượng. Vào đầu tháng 11 tới, đội tuyển Ukraine sẽ đá trận giao hữu với đội tuyển Đức tại Olympiski.